cái tư tưởng ở con người ở trên đời là mỗi người mỗi khác, không có ai giống ai. Cho nên là có người thì theo cái tư tưởng này, theo quan điểm này, có người theo tư tưởng khác, theo quan điểm khác. À, cái căn tánh của chúng sinh, căn cơ của chúng sinh, tâm tánh của con người là nó dị biệt như vậy, nó sai khác như vậy. Ngay cả thầy trò với nhau cũng không có cùng quan điểm, cũng không có cùng tư tưởng như vậy. Cha con hay là vợ chồng, anh chị em, những người thân thiện ruột thịt nhất trong gia đình nhà mình, cũng có khi lại mỗi người mỗi tư tưởng, mỗi người mỗi đức tin, mỗi người mỗi chi kiến, mỗi người mỗi cái luận thuyết, mỗi người. Cho nên con người ta sống ở trên đời, người ta hay cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, mâu thuẫn nhau như vậy, bởi vì nó bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng, bất đồng chi kiến như thế. Và các tỳ tỳ kheo hết sức tán thán trí tuệ của Đức Phật đã hiểu rõ căn tánh của chúng sinh, cho nên là Ngài cũng luôn luôn nói về cái căn tánh của chúng sinh nó có sự sai biệt, có sự sai khác như vậy. Thì lúc ấy các vị tỳ kheo đang bàn luận như vậy thì Đức Phật đến, và Đức Phật hỏi rằng các ông đang ngồi đây và bàn luận chuyện gì. Thì các vị tỳ kheo đã kể lại cho Đức Phật về cái câu chuyện mà mình đang bàn luận như vậy. Và lúc ấy, nhân cái sự kiện ấy, nhân cái lý do ấy mà Đức Phật đã thuyết giảng nên cái bài kinh Phạm Võng này, một bài kinh khá là dài. Và Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, nếu có người đến hủy báng ta, hủy báng pháp và hủy báng tăng, các ông chớ có vì vậy mà sinh lòng công phẫn tức tối, tâm sinh phiền muội. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng Phật, hủy báng pháp, hủy báng tăng, nếu các ông sanh lòng phẫn nộ tức tối phiền muội, thời như vậy sẽ có hại cho các ông. Nếu người ta phỉ báng như thế mà các ông phiền muội, thì các ông có biết được cái lời nói của họ là đúng hay sai không? Thì Đức Phật hỏi như thế, thì các vị tỳ kheo là bạch Đức Thế Tôn: không thể được. Vậy nên Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, nếu khi nào có ai phỉ báng Phật Pháp Tăng, thì các ông hãy nói rõ những cái quan điểm đúng với sự thật là đúng sự thật, những điểm này là không đúng sự thật, như thế này, điểm này không chính xác, việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Đấy là Đức Phật căn dặn như vậy, Đức Phật nhắc nhở như vậy, bởi vì trên cái đường đạo nó còn lâu dài, có khi Đức Thế Tôn còn ở đời, mọi người có thể ý cứ nương tựa vào Đức Phật, có thể có cái sự che chở từ nơi Đức Phật, nhưng sau này Đức Phật diệt độ đi rồi, ở trên đời cũng thế, sẽ vẫn có những cái người ngoại đạo, người ta công kích, người ta phỉ báng, người ta chỉ trích, người ta nói nên những cái lời phỉ báng Phật Pháp Tăng như vậy, thì các đệ tử của Đức Phật cũng phải luôn luôn thức tỉnh, nhận biết rằng là mình không nên phẫn nộ, dù người ta có công kích chỉ trích, nói những cái lời phỉ báng nhạo báng, thì vẫn phải giữ được cái tâm thản nhiên, giữ được cái tâm tự tại, và vì ấy cần phải nêu rõ những cái quan điểm, tức là cũng không phải là người ta vu khống, phỉ báng, lăng mạ, chỉ trích, sỉ nhục như mình rồi mình cứ cúi gằm mặt xuống để cho người ta chỉ trích, mà mình chỉ cần nói lại những cái gì cần nói mà thôi. Mình hãy thừa nhận rằng những cái gì có, cái gì mình sai thì thừa nhận rằng đúng, cái này tôi sai, và cái gì sai thì mình cần phải sửa lại cho đúng. Và nếu như người ta chỉ trích đúng, người ta nói đúng, người ta do mình làm sai, thì khi mà người ta chỉ trích như vậy, mình nhận ra cái sai của mình, thì mình hãy thừa nhận cái sai ấy. Còn nếu như mà người ta nói những cái lời phỉ báng, chỉ trích, công kích, mạn nghị như vậy, mà những cái điều người ta chỉ trích ấy là không đúng sự thật, thì mình cũng nói, thì mình cũng phải có tiếng nói phản biện, phản bác lại rằng những cái điều ấy không có giữa chúng tôi, những cái điều này là không thật, những cái điều này là những cái lời xuyên tạc không chính xác, không có giữa chúng tôi không làm những cái việc như thế. Nói nên như thế là đủ rồi, không cần phải đôi co, không cần phải cãi nhau, không cần phải chửi nhau, nhưng mà cái gì đúng thì mình thừa nhận là đúng, cái gì không đúng thì mình cũng phản bác lại là cái này không đúng sự thật. Đấy là nếu như có ai mạn nghị phỉ báng, công kích, chỉ trích Phật,
chỉ trích Pháp, chỉ trích Tăng thì mình cũng phải nói như thế. Nếu như người ta phỉ báng Phật, xiên tạc Phật thì mình cũng phải nói lên như thế. Đức Phật không phải như thế, Đức Phật là như thế này, chứ không phải Đức Phật là như thế vậy. Chứ không được nói lên những cái lời năng mạ phỉ báng chỉ trích Phật. Người ta có thể dùng những cái hình ảnh xiên tạc khác để người ta hạ thấp cái phẩm hạnh, đức hạnh trí tuệ của Đức Phật xuống, để người ta làm xiên tạc, người ta tạo ra những cái Phật giả, làm cho mọi người bỏ đi cái niềm tin với Phật thật mà tin theo những cái Phật giả. Đôi khi người ta chế tạo ra những cái pháp giả, người ta xiên tạc giáo pháp, người ta làm cho mọi người tin vào những cái tà pháp, những cái tà kiến mê muội, làm mất đi cái con đường giải thoát giác ngộ. Thì mình cũng phải lên tiếng, mình nói là những cái pháp ấy là tà pháp, không phải là chánh pháp, cái đấy là xiên tạc. Hay là người ta có mạ nị phỉ báng, chỉ trích Tăng thì mình cũng nói như vậy, những cái đấy là không đúng với sự thật, những cái điều này không có giữa chúng tôi, và những cái điều này là sai trái, những cái lời nói ấy là xiên tạc phỉ báng. Thì đấy là khi bị người ta phỉ báng công kích chỉ trích thì mình hãy giữ cái tâm bình thản, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt và nhận định cái lời chỉ trích của người ta đúng hay sai. Rồi sau đó thì mình hãy lên tiếng nói lại những cái điều gì đúng thì mình thừa nhận là đúng, cái gì sai thì mình cũng sẽ nói rằng như vậy là sai, quan điểm như thế là không đúng, người nói như vậy là xiên tạc. Rồi Đức Phật cũng nói rằng: này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ vui mừng, tâm sinh thích thú. Mà này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, Pháp, Tăng, các ngươi hoan hỷ vui mừng, thích thú, thời sẽ có hại cho các ông. Này các tỳ kheo, có người tán thán Phật, Pháp, Tăng, các ông hãy công nhận những gì là đúng với sự thật. Như thế này, điểm này đúng với sự thật, như thế này là chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này có xảy ra giữa chúng tôi. Thì trái lại cũng như thế, nếu như mà người ta có tán dương, có tán thán, thì mình cũng đừng có vì vậy mà sinh ra cái tâm hân hoan, hoan hỷ, thích thú. Đôi khi người ta tán thán, những cái điều mà người ta tán thán chưa chắc nó đã đúng với sự thật. Nhất là những cái người mà bên ngoài, những cái người mà người ta không phải là nội bộ ở bên trong, người ta nhìn nhận về Phật Pháp Tăng, người ta chỉ nhận bằng cái hình thức, bằng cái hình tướng, cái hình thức, những cái điều vụn vặt nhỏ nhặt ở bên ngoài, chứ người ta không nhìn sâu xa ở trong cái nội tâm bên trong được. Cho nên những cái điều người ta tán thán ấy cũng chưa chắc đã đúng với sự thật, mà có khi người ta lại tán thán một cách sai lầm, chính người ta cũng nhìn nhận sai. Có khi một vị Tăng mà xấu xa có khi lại được người ta tán thán: cái vị ấy là một cái vị nịnh bợ đời, một cái vị ấy là một cái vị làm hài lòng người đời, một cái vị ấy là một cái vị xảo trá, một cái vị ấy là một cái vị giả mạo. Thì có thể cũng vẫn được rất nhiều người trên đời tung hô tán thán. Và khi mà người ta tán thán như vậy, mình cũng giữ cái tâm bình thản, bình tĩnh, và mình cũng cần phải nhìn nhận xem cái mà người ta tán thán có đúng hay không. Nếu cái gì mà đúng thì mình thừa nhận là cái này có giữa chúng tôi, cái điều tán thán này là đúng với sự thật. Và cái gì không đúng với sự thật thì mình cũng cần phải nói rằng cái điều này không đúng với sự thật, cái điều này không có giữa chúng tôi. Nếu như mà người ta có tán thán một cách sai trái, tán thán một cái người không đáng được tán thán, một cái người đấy, người ta chỉ giả vờ trên cái hình tướng, trên cái hình thức, giả mạo trên cái hình tướng, như là người ta cố tình ăn mặc cho nó có cái sự khổ hạnh, đời sống có cái sự khổ hạnh, để tỏ ra mình là một cái người tu đạo cao đức trọng. Thì cái điều đấy nếu như mà người ta tán thán, nhưng mà bên trong nội tâm của cái người đấy thì lại còn rất là nhiều những cái điều xấu xa, bất thiện, những cái phiền não tham sân si chưa được diệt trừ, thì cái sự tán thán như vậy là nó sẽ là một cái sự lệch lạc thái quá. Và mình cũng cần phải lên tiếng nói rằng những cái điều này không có giữa chúng tôi, những cái người này không đáng được tán thán như vậy. Và đấy là
ngay cả cái sự tán thán nó cũng có đúng có sai, cái sự chỉ trích nó cũng có đúng có sai. Thì mình cần nhìn nhận cái gì đúng sự thật thì mình thừa nhận là đúng với sự thật, cái gì không đúng với sự thật thì mình cũng cần phải nói rằng cái này không chính xác, việc này không có, không xảy ra giữa chúng tôi. Đấy là đối với cái vấn đề tán thán.